bấm liên tục luôn á. Ở này nó gom slot lại đó ha, nó học cái một xài á, nó gom lại à. Tiện đỡ tốn slot. Ô không mua quạt hả? Không No nha, man. chưa mua được. Đó, copy. Bây giờ start được. Tí nữa xong. Cái này đang mới, đang check. Đem mới. Mỗi cái đích thêm cái cloud thay đổi schedule bình thường. Không bấm tay nó. Lâu. Ủa đang ấy mà. Trời ơi. Mất con mẹ nó bao ti luôn. Lên 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 lên. Đang đó, đang nhìn đồ, đó. Đang xem có những set đồ mới. Đây em. Giờ đang ăn bao ti đi lo nhìn đồ. Đang qua vô lô. Thì mày mua đồ mày có đương nhiên đúng không? Nhưng mà ai mượn? Ai mượn? Bây giờ lim đâu nhở? Cái học sàn như rẻ hơn rồi đó. Bây giờ lim kết đâu ta? Ở đâu? Học sàn lòng bắt phải thôi. Cũng vậy mà. Bây giờ nó kiểu nó chung. Nó gom lại slot gọn hơn. Có chỗ tới bên lấn lô được mấy? Là tôi là mồm á. Cái này là bê chửi bậy nhiều quá nha. Hù đốn. Học mấy? Gì? Học em thôi em ơi. Học, học nữ. Học nữ giờ hết chửi bậy rồi alo. Ổ cha lắm. Học nữ sao lo quá. Tu là mồm nó đừng. Tôn gì? Tôn gì ở chết cha nó. Tôn học nhục. Trời ơi. Stack. Đi đi. Đéo. Không bỏ rơi mày mày cóc. Bây giờ nó không có hiện ống anh em đó ta. Ừ đó, không có hiện ống anh em. Nó không có kiểm soát được hồi luôn á. Phải nhìn lại như kiểu hồi bên mắt cổ. Ừ đúng rồi. Kiểu mình xài hết mana không để ý luôn. Khó nhìn. Thế thì dám mắt cổ. Bên tắm mana. Ủa tự nhiên đây có ống mana hay tự nhiên bỏ không để ý luôn. Bỏ thì bỏ gì cơ? Tức là cà điệp đánh không mấy rồi. Không, cái hiện ống mana của bản thân nè. Chung với ống máu á, cái thanh mana. Anh không thấy à? Vớ vẩn quá. Cũng được 125 vàng, ngon. À vẫn xem cái công thức cái số lên. Buồn đổ lại nó kì. À, công thức soaring là khác này. Ring of production. Công thức soaring là khác. Đó là cái gì? Hai cái AC strength. Đó, phải nhìn như thế thì mới biết chứ không thì lấy giờ lên đồ nhầm rồi đấy, nhóc. Ồ, má, công thức soaring khác rồi. Tại nãy giờ em lên mấy item toàn giống như cũ mà. Không có là đổi. Xem, không xem là cớt liền. Cái Glim có thể không? Cho mình một cái tìm đó hết. Saramet phải grow hết. Ồ, Saramet giờ có 1000 nữa. Chưa ơn mồm em. Đâu mà không đuổi đâu. Đuổi nó giờ còn bố quân luôn. Sen chi giờ bao nhiêu ta? Sen chi giờ 100. Rise 275 quá ai cả rise. Đẹp các bạn.
đối phương chúng. Trời ơi. Game là gì? Em còn phải ngấu đá với mình qua nữa đâu. Sao chậm ghê. Mới nói xong. Được. Tí nhá. Thì em biết gì chuẩn bị ăn vào tí luôn. Trời. Giờ chúng ta thi đấu rồi. Đọc tiền xương máu mà xong ăn. Rồi nó định chạy qua bên đó ăn vào tí của mình á. Cứt. Làm như là B còn ngu giống lúc nãy. Là B. Mẹ cái gì mẹ chửi anh chồng đang ngon đâu mày. Kiếm được cớ rồi phải nói mày. Ok chế. Lên mày. Nó đi đi. Nó đi like kìa. Nó ngốc. Đó thì nó dám thì mày cũng kèo mày. Ấu. Ấu. Nó khôn rồi anh, nó hết ngu rồi, nó hết để em tôi. Tôi ngu á. Không, nó vẫn ngu rồi. Nó bị lai kìa. Ai nào, nó dám lên. Trời ơi. Mày bắt cái dè mày nè vào giữa không đi. Mấy cái giày vẫn giống vậy, không thấy gì đó, ta thử hết rồi. Vậy ừ, đường nào cũng vậy. Vậy à. Our brethren's town is under attack. Hiểu cái đam của cái trụ rồi đó. Nó hi dễ hơn mà. Nó cái đam cực to. Con tay dài thì để nó bắn free 3 cái. Nhưng mà con tay ngắn thì mình bắt buộc phải bắn mà. Không, con tay ngắn thì phải bắn 2 cái thì mới ăn được. Liên quan gì trụ bắn 3 cái thì tay dài đấy. Chỉ cần 3 dài. Có tay dài là chỉ bắn 3 cái. Đúng không? Thì con tay dài là bây giờ bắn 3 cái mà con tay ngắn thì bắn 2. Tức là mình phải đánh hạ tay 2 cái mới được. Giờ nó có sức cỡ tiếp giờ. Chống được rồi ta. Công thức là hay ít. Vẫn vậy ok. Vậy là cái MKB rẻ hơn biết bao nhiêu luôn á. Cái này nổi map ấy. Đây là 6 rồi kìa. Không có farm ở đâu. Chủ nhịn chủ quán kìa. Mấy hộ? 7 con stack đi. Nhóc. Ăn luôn hả? Được.
được cái dòng này ăn hết rồi á. Nó chưa cua đào xong. Cùng á. Nó chưa cua đào xong rồi đòi bám, bám gì. Nó đá rồi. Ừ. Đi. Cái gì bao tôi đi mình đi. Chó này nó một tô rất nhanh. Vậy chào. Nói gì chào. Ừ, phải xin. Muốn phải xin. Nói cho con biết là mày muốn em. Mày không nói, mày, ta biết là mày muốn làm xúc giọng. Cô đệ. Ok, chạy ok, chạy ta lên cầu ông ta. Level 6 nữa. Như cậu, ai là gì bọn được mày. Ta bị đi mẹ chậu rồi. Lúc. Ủa chết rồi, xong ad lại được. Con cấp level 6 rồi. Bao nhiêu thời gian đến sát con cấp tại level 6. Ăn rừng đi. Đi kéo đến nhau. Xong sang đần thôi. Còn đần tính là chỉ có một cái hình. Cái tay là mấy con nãy thì em thấy cũng giống. Không biết có con nào khác hay không. Con cắt tạm biệt. Có tự tin luôn chúng không? Thử thôi, chúng ra không? Đây, ra đây đứng. Định kéo ra á. Đi 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 đi, ôm tôi một. Tôn gì? Chạy mẹ rồi. Đi về đi đi. Ra đi. Ôi rồi mấy cái hò này. Cái hò cũng thay đổi diện mẹo luôn. Ừ. Bên này thôi. Bên chiếm 2 rồi. Ờ. Hết mình nè rồi. Đánh nó. Đây 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 đây. Kéo đi. Còn gì luôn á. Nó ăn gì kia. Ăn gì kia nó hồi mana rồi nó. Bất tỉnh cô ấy. 2 giờ công tay phát chết con này mau quá thấy chưa. Phan đi. Hồi mana rồi Phan đi. Nó dừng phát nhanh rồi. Chưa full mana à? Nào cái ngày lúc qua rồi để em ăn cho anh ăn làm gì? Anh canh thì mới full đi chứ. Thì tưởng là full, lối dây là full mà. Full khỉ. Thế ta có tách dây ra thì nữa. Tách nào mà tách. Chưa thấy full chưa? Chưa. Kìa, mới nói có hai ba câu kêu nó nhiều. Anh đi sẽ tách cái này. Đây là đã có linh. Bạn khá chuẩn bạn. Anh đã đây. Cái chỗ mà tắt hay làm nó nhìn nó pháo thoái hơn. Ở chết 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 mẹ chết mẹ. Thì nãy ta đã bảo là tao tao quên tại tao đến khoảng tầm level 14 level 15 tao bắt đầu nâng tay lên không có tao quên nâng tay lên luôn mà. Ừ. Nó
không có hiện rõ lên ấy, không nhớ đâu. Con cọp chắc là nó làm đi chậm quá. Đi phải mất. Sống kéo đi. Bụp bụp nhau. Hết mày nèo. Cái gì vậy? Hết mày nèo. Mày lên đồ đó sao mày không đi ganh mày? Tại là bê kêu tao đi farm đi. Nghe lời chồng mày á. Tách vào. Rồi như vậy, hai hò đây rồi. Đi. Đi. Anh đang đi. Là bọn giấy bot, hiểu không? Bọn mấy thằng giấy bot nó tự giác. Nói gì vậy chồng? Mày xem xem gì vậy chồng? Tụi thằng bố mày. Ê, đứt dây rồi con kia. Cái đồ má con đĩ chó này nó là me me ta không? Cha mày đây. Kéo đi đến lộ ấy. Mày có mana không mà kéo? Kìa lỗ kìa. Rồi xong luôn, đắp ma tới luôn. Ok, không phải tại mình nhớ bạn ấy. Thằng trôn nó hỏa đâu nhất. Đi mà chửi thằng trôn ấy. Đúng trôn nó hỏa đâu nhất. Xúc lồ quá mà. Trôn nó đánh đâu nhất. Tạm biệt, chia tay đi. Đâu? Về đây. Chia tay mày khóc. Giật quá nhỉ. Đúng, bot chơi rồi nè, thử. Giật, đi dùng bot đi, đánh nhau đi. Tự kiếm đối tượng, tốt trả thằng đéo rồi. Ai, dưới này nguy hiểm cho lòng. Lên đi, lên đi, đi. Lấy, đến tao. Tao không có chuyện tận này nữa. Vậy thôi, tao lên trước cho mày đứt đi. Tao làm mồi cho. Ghê ta. Chúng nè, chúng nè, giết. Hứa. Ok trời chưa? Vậy thôi, rồi trời đó ơi. Mày combo mày táp hay là bánh xe được rồi. Quan trọng là tao tuôn chúng hay không, hiểu không? Ê, chia tay đi. Ừ, may quá, nghĩ là B này. Nó đi đúng lúc quá. Có đam đâu, kể cả có thì có đam đâu. Thì quay lại combo mày. Quay lại cục cức, mày thấy cái dạng thấy sao chưa? Thấy rồi. Ủa má chạy lẹ không đấm dỗ. Mình bấm không? Má tao giờ đấy tao sắn hết ra đít rồi. Đây từ từ ăn sai, từ từ ăn sai. Kéo ra. Đợt pha mưa bãi stack to đi, bãi, à quên bãi ăn sần đi. Rồi ăn sai đi. Our brethren's town is under attack. Hơi khó nhìn thấy. Chắc là lấy nào chỉnh là cái thi cho anh. Ê rồi mọi người thấy cái lúc trời tối nhìn cái màu nó hơi kỳ kỳ không? Cái màu nó hơi đau mắt á. Nhìn nó hơi bị mỏi mỏi á. Nó chị tại cho kem kem lại một tí nữa được. Nhìn cái màu lúc tối đi nhỉ. Ta phải cho cam lên 2.2 luôn. Cao hơn 6. Chia tay đi. Đâu có cái xe. Chuyên nghiệp dữ. Nó hẳn phải tao thụ sẵn cái đầu cắn cây đó hả. Trời ơi, cắn cây chuyên nghiệp. Anh như mày đánh 5 tay chắc bao giờ xong. Ôi trời đất. Nó chỉ sang nó ba lem mình chứ. Mình khen nó mà nó chửi mình là sao? Tại đó nó mày lúc nào cũng cầm em đánh bằng tay. Mày cầm bắt cái con gì cũng vậy. Trời có. Mấy con này có gì ta vẫn cắn con gì mà. Yeah. Ta chỉ không khi mua rìu để phá như mày thôi chứ còn nếu có thì ta vẫn phá con gì mà. Cầm đi một chơi. Nó nhủ. Không có thằng nào đánh nhau cho mình kéo ra.
Càng ghê. Mình tham đi. Đánh nhau được không? Tham nốt đi. Tôi kéo con này vào chỗ chết cái. Ờ dẹp nha. Chờ để hát các bạn. Ê quên lưng tên lệnh. Hoài luôn. Tôi không thể hẳn. Nó chạy vào con đâu mà đứa tôi. Nào à. Bây giờ mình mua đi em. Mua đồ tàn giống. Ủa sao không kéo đi quýnh lộn vậy? Có lúc người ta quýnh lộn thì không kéo đi. Ôi, đang ấy thì đánh ra thì tự đi đi. Để bằng cách nào? Tụi nó quýnh ở dưới đâu à? Đi kiểu gì? Tôi nhỉ? Quên, tao ngáo, ngáo thương qua rồi. Nghe tụi ta lần nìm đi. Đây giờ mày ha mới lên coi lên. Có cái đấy xong mình cắn. Cứ cắn sai là sao? Mày bị khùng á. Tính xa tao ra đi. Kéo xuống đi nhau. Ơ kìa con kia đâu rồi? Tao đi nè. Ủa đâu? Quýnh ai? Ủa nó đâu rồi? Kìa nó kìa. Dạ tôn đi. Đố luôn chúng. Tôn chúng cho 10 ngàn. Tôn đi con kia. Tôn không trúng. Ơ kìa, nó lại đổi đường. Sao mày dốt vậy? Quá. Mày có chết không? Đổi, tại nó đổi đường, mày hiểu không? Không phải tại tao. Nó đang chỉ cái nó chỉ ra lại. Tại mày dốt quá, mày không thay ghét được, mày không đọc được nó thôi, ngu. Ơ kìa, sao bị ăn mẹ cái dây gần nào? Tao ngáo giống chồng mày. Chơi nhau biết là bị bệnh giống nhau. Các bạn lên hết cơ đọc này. Thấy gì chưa? Mẹ stone đâu? Stone cho bó mày xem nè. Ok kìa. Hay quá, xuất sắc vai đại luôn. Tôn trúng kìa, con Lina tôn trúng kìa. Nó đâu cứu tao được. Được. Thấy chưa? Giờ mày cứu mày liền. Tao còn đợi anh tao. Tao phải xả thân mày nè. Khóc quá. Thấy chưa? Ờ bé hạnh phúc đến mức muốn phát mày luôn kìa. Trời ơi. Ai địch mẹ thích cả. Yeah. Kéo lên top đúng không? Ủa, mà chưa. Có chưa? Không. Có lò mà. Còn đây đéo giết cả hai đấy mày. Biết. Anh tao. Có cái crowd á, nó vô mỹ, nó còn nó để ép lên đầu gì vậy? Nó núp lên. Nó gì? Mê chỗ hàm mờ. Ờ. Ủa? Cái bố này đổi lại đó hả? Kéo lộn kìa, kéo đi. À kìa kìa đây nè, đây nè. Đâu? Rồi. Không chết được. Chị quên tao cái mày. Đợi nó đùa mà nó không đùa. Quê. Chết bà mà nào á. Kìa. Tôi trúng á, tôi trúng á, nhưng mà hết sai rồi. Tôi trúng rồi hết sai. Ngồi thiệt. Sang cấp thấp vậy hả? Có sang cổ xem tí thấp vậy hả bạn? Giờ đúng lúc nó ra khỏi luôn. Cái xem tí giờ thấp nó vào lại. Killing
Star hay Rodan. Chắc người ta ghét. Ướt. Đâu đi nào rồi ta? Theo tao mày. Sao lại theo mày? Đánh nhau. Trời ơi, đánh nhau. Mới đánh nhau xong. Ok, đi sao, đi sao. Mới đánh nhau xong luôn các bạn. Tôi trúng con Quy tờ nè. Tôi trúng rồi, có... Chết nó luôn. Tại nó ngu, nó không biết, nó không thấy gì. Đội cậy xanh thân sao? Đội cậy xanh thân sao? Kìa. Đi. Thôi, phá quật trước đi. Ủa lần nè. Đầu nó cắn quật của tao. Mày ngáo giống ai vậy? Chúng mày. Tôn chúng nè. Làm gì đi. Làm gì giờ đâu ti rồi. Em sao làm. Rồi. Ok ok tao đi. Mày bắn tao về đâu đấy con kia. Lâu lâu mới được giết đồng đội mày ơi. Má cách duy nhất để được giết đồng đội. Má thả lòng thiệt sự luôn á. Chủ đã bao nhiêu? Chủ nhà 1670 là một thư. Đáng được. Chọn. Chọn á. Nãy giờ tao tôn trúng hơi nhẹ. Má tao canh chọn quá lò. Nó vừa hết thời gian stun một phát là tao giờ vô đầu thì nguyên hình là một con rồ. Kéo rồi. Nãy giờ sụp thanh ghê ta. Má nãy giờ tao không để tao hết tele luôn má. Má lừa lợn. Nhìn khó nhìn. Không để hết tele. Our brethren's town is. Trời nó về rồi. Thính vậy. Ồ. Nào. Ờ, chết bà. Cái nhà có sao không được. Đi mày. Cả chỗ quát. Cả chỗ quát. Rồi. Biển nhau. Trời, bê đi phá trụ. Chứ là đi đâu. Ba nhà đây, ba nhà đây. Cắm xem nè ba nhà. Có thể ra cớ này, con chó Winter và ra cớ này. Dính vào cái mặt này, cái là tao búng nát luôn. Thôi bóp biến thái hộ tao cái. Ê, đi nào rồi. Rồi xong đất dài. Đâu rồi. Có đi con bóng à? Cái đủ mẹ mình ngáo cần rồi. Tao ngáo cần. Mẹ. Chồng ơi mày nóng quá hả chồng. Ngáo cần rồi. Mày ngáo cái gì chứ đéo lắm. Tao ngáo. Nóng quá lời chồng ơi. Tao thằng bố mày. Trời ơi, thằng lâu, fuck you. Má, bà xít nữa là đám ma rồi. Lên cứu đó bà xít nữa, mình chết. Ra đây, không cần phải về, ra đây.
cái đồ combo skill mạnh lắm rồi. Tức thiệt luôn á. Chết rồi, chết mẹ với tay nó rồi. May là nó đang đánh chậm. Ôi giời, nó phát hiện xanh đấy. Cá sấu nữa. Our forces are under attack. Đánh vào. Cứu con này. Cái đục. Anh biết nó chết sơ về chồng à. Vô luôn ơi. Chồng cái thằng bố mày. Chồng à, em nói vậy chồng. Đừng, cho anh sai tao ra. Nhìn chó lâu sợ quá. Ông giờ kẻ địch chỉ sợ đầu đội thôi. Đầu phụng. Sợ quá. Hái lòng ra cái tưởng đám ma thì được tới. Ôi, chèm mới. Chèm gì vậy ta? Một cái hẳn đích, chèm không gì. Monster kill! À, Snapple có những modifier. Coi đồ. Đây, hồi máu rồi. Đâu? Đây, tới đây. Mà Linh đâu? Mà cứ đi bộ nhỉ? Đi đâu? Muốn đi bộ thì đứng một đồ thì đứng yên. Đi mỏi chân. Rồi anh đâu? Đấy. Anh đó. Đó. Ô, cái đấy nghe là sai rồi. Cái mẹ là ngáo. Đúng đời luôn. Sai mình luôn. Khỏi cho ông ta anh luôn. Ta vào. Chưa. Không gì nữa. Đó, giờ. Biết lợi dụng xong rồi. Đéo. Đuổi heo. Đuổi heo. Ok, đây mình nhé. Đó là giờ dòng vĩnh viễn, trò vĩnh viễn. Hiện xanh. Để dòng trò đó lúc này nó cũng hiện rồi. Ờ. Ừ.
25 giờ đang bữa rồi. Còn một tên tím làm gì á? Bạn nèo mò. Mày xem bảng màu hả? Tao xài map 10 màu mà. Ừ, tóc tóc có màu tím luôn đấy. Đúng không? Tóc màu tím rồi. Thôi cái con này bao giờ còn phi nữa không? Ông phi ớt. Hay còn phi thì như vẫn vậy hả? Thì sợ mắc phi chứ gì nữa. Mày mày mắm tốn nữa. Rồi, đám ma tới rồi, đủ quá thật lâu. Rồi. Trời ơi, thôi mày. Rồi. Quá tuyệt. Chào mày nhá. Brand new fight. Đúng đại. À, cái vòng nó không to. Nó không có tao đừng to to cái vòng nó neon ra. Ấy dạ. Trời ơi. Ồ má, trời. Đâu quá mà mày không chơi chết bài. Mày bị dò. Tắm hồ máu. Tắm hồ máu gì? Ừ, sớm. Ừ, sớm đi, mai chơi. Giờ nghỉ. Có cái trong thấp á. Không có vệ đạo, không bị thay đổi rồi. Thay đổi rồi. Nó lên từ 3 cái 450 cộng 6 AG, 6 sợ trang, 6 AG. Ờ. 3 cái 450 á. Ờ. Đây bước ấn đọc trên book of every skin với lại draw of vậy cũng hay recipe nghe nó trâu hơn nó trâu hơn ta ta cũng hay hỏi nó đâu bóng gì chặn rip nữa chuyên nghiệp quá recipe đang đọc công thức má thế mà nó bảo nó có quick blade con chó Kenny ấy nó lừa mình. Nãy anh đọc ngồi không thấp xong là lên dư cái nâu đó. Không đâu, không nghe nhau rồi á. Thì nào đâu. Đây. Đèn rảnh rỗi. Ấy, 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 thấy gì không? Thấy gì không lo nè. Ờ, nên luôn đâu có bụi này. Lên. Về rồi. Để hơi thính. Tay chơi tờ nó chạy mất tay nhưng mà quá đi nữa. Bót nhau này. Sao có thiểu thảo không? Đâu hào gì? Nói chuyện nhỏ nhẹ đi. Ừ, ngọc nữ tao là ngọc trai chưa? Ok rồi. Thôi cút ra đi, cút thấy rộng hết vô. Báo tốt chúng úp đầu trước cứ để nó úp đầu hoài trời trời vòng nó bắt nó ra người thì úp đầu nhưng mà nó phải cớt có mặt thằng trôn ngơ để mới chết còn được úp con ai o đánh thì bao giờ mới chết em không làm đâu tại con gió chết không đâu cũng nói nhiều lắm đâu nhưng mà mày đánh chạm mày có lên đồ tay đánh không đánh tay rồi đó nó này e ba này Việt Nam super chép không đây. Kệ làm luôn đi đợi nữa kệ rồng sắp kết rồng sắp kết nó rồng sắp kết được không mày không thấy ta giờ
chưa gặp là cho nó có đi. Ê, tụi nó đi đâu rồi á? Biết. Vào giếng đi, vào giếng tìm nó biết mà. Nó nhảy đây rồi. Con cóc nó ra ngoài tìm gì đâu, con cóc ở trong rồi. Gì ta? Đâu rồi? Con chó tới về này. Nếu gì đây? Này, trời ơi, sao tôi luôn. Cái đầu mày. Đồ mẹ. Sao mày hiểu? Mày à, hiểu cái cảm giác của tao chưa? Mẹ à, đó giết đẹp quá. Nó chụp đầu tao. Đẹp nè. Đó đẻ thì. Ở trên này thật sự cũng khá nhiều mạng. 19 mạng đúng không? Một con bò đi hết. Ủa vậy đi. Lâu không chả. Con quỷ nè mà nó bỏ nhà ra đi luôn. Ở đây nè. À, nó là cháu kì. Nó là ốc cháu luôn. Còn con đi nè không chết lên tay nữa thì thôi. Chưa có ulti mẹ ơi.